Một bệnh nhi 15 tuổi đã được cứu sống thành công sau khi bị xuất huyết não do vỡ khối dị dạng mạch máu 0,5cm. Theo người nhà bệnh nhân, cách nhập viện 3 ngày, cháu T có biểu hiện choáng, chóng mặt. Gia đình nghĩ T bị cảm nên mua thuốc về dùng. Sau một ngày, T đỡ hơn nên được đi học trở lại. 2 ngày sau tại trường, T bỗng lả người, muốn ói nhưng ói không được, sau đó lên cơn co giật. Nữ sinh được đưa xuống phòng y tế của trường và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để cấp cứu. Thạc sĩ, bác sĩ Mai Hoàng Vũ, khoa phẫu thuật thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân T tiếp tục co giật nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân được điều trị chống động kinh, giảm áp lực nội sọ, giảm huyết áp và theo dõi chi giác. Kết quả chụp CT não và chụp mạch máu não số hóa nền DSA phát hiện một khối xuất huyết do dị dạng mạch máu não bẩm sinh bị vỡ. Khối dị dạng có kích thước 0,5cm, bên trong còn kèm theo túi phình 0,3cm, có nguy cơ vỡ xuất huyết lần 2. Bác sĩ Hoàng Vũ cho biết, có 3 phương pháp điều trị dị dạng mạch máu gồm phẫu thuật, can thiệp nội mạch và bắn tia gamma níp. Với trường hợp nữ sinh T, khối dị dạng mạch máu đã vỡ gây xuất huyết. Do đó, phương pháp điều trị ưu tiên là phẫu thuật nhằm loại bỏ đồng thời khối máu tụ và khối dị dạng. Hai phương pháp còn lại chỉ giải quyết khối dị dạng chứ không lấy được khối máu tụ. Đây là một ca khó vì khối dị dạng nhỏ, phẫu thuật viên phải xác định đúng động mạch nuôi khối dị dạng và tĩnh mạch dẫn lưu, bác sĩ Vũ đánh giá. Thêm rằng trong quá trình mổ, nếu bác sĩ không cắt được động mạch nuôi sẽ không giải quyết được khối dị dạng. Ngược lại, nếu cắt được tĩnh mạch dẫn lưu mà chưa cắt được động mạch nuôi thì nguy cơ xuất huyết và tái xuất huyết não vẫn xảy ra. Ca mổ kéo dài 2 giờ, bác sĩ dùng hệ thống định vị thần kinh Neural Navigation, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống kính vi phẫu có chức năng chụp huỳnh quang 3D thế hệ mới giúp thấy rõ toàn diện tổ chức não. Bác sĩ đánh giá được khối máu tụ, khối dị dạng mạch máu não trong tương quan với các bó dẫn truyền thần kinh, các mô não lành. Nhờ đó lựa chọn vị trí mở vỏ não phù hợp, đi thẳng vào não khoảng 5cm, tiếp cận và loại bỏ khối máu tụ. Sau đó, bác sĩ tiếp tục cắt bỏ hoàn toàn khối dị dạng và túi giả phình. Sau mổ 2 ngày, bệnh nhân hồi phục, đi lại, ăn uống và nói chuyện được. Dự kiến 1 tuần sau mổ, bệnh nhân xuất viện và tái khám theo hẹn. Bác sĩ Vũ cho biết thêm, những trường hợp dị dạng mạch máu não ở vùng thái dương có nhiều mạch máu lớn, vùng não chịu chức năng cảm giác, thính giác, thị giác, rất dễ gây tổn thương chức năng cho bệnh nhân sau mổ. Do đó, người bệnh nếu có các biểu hiện nghi ngờ như đau đầu, choáng váng, nôn ói, nhìn mờ thì nên đi khám sớm để can thiệp kịp thời. Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi 8 tuổi mắc đột quỵ. Theo lời kể của mẹ bệnh nhi, cháu A trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ, có tiền sử khỏe mạnh, đi học và sinh hoạt bình thường. Khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 3, sau khi tắm xong, cháu có biểu hiện không thể tự mặc quần áo và xuất hiện co giật. Chẩn đoán và điều trị chính xác đột quỵ não đồng thời phục hồi chức năng sớm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp kiểm soát và hạn chế tối đa các biến chứng. Nhờ đó thúc đẩy quá trình hồi phục của não bộ, các hoạt động chức năng cải thiện nhanh hơn và tốt hơn, góp phần giảm tỷ lệ tàn tật của đột quỵ gây ra và giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng sớm nhất và tốt nhất. Đột quỵ não đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới. Hơn 70% số người sau khi bị đột quỵ mất đi khả năng lao động. Tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân đột quỵ cao hơn so với những bệnh lý khác. Chia sẻ về căn bệnh này, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Bùi Hải, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết. Vâng, đột quỵ là một tối cấp cứu do cái tổn thương mạch máu não, cung cấp máu lên các tế bào não bị gián đoạn một phần hoặc là toàn bộ. Nó gồm hai thể, gọi là nhồi máu não do tăng mạch hoặc là xuất huyết não do vỡ cái mạch ra. Và đột quỵ cũng là làm cái căn bệnh có thể gây ra tử vong rất là cao và để lại tỷ lệ tàn phế rất là lớn. Cho nên hiện nay thì trên thế giới có phải hơn 100 triệu người vẫn đang phải sống trong cái di chứng của cái đột quỵ, và đây là một gánh nặng rất là lớn cho cái xã hội, cho cũng như cho gia đình. Và đột quỵ đối với người trẻ thì sàng lọc được. Chẳng hạn như là trong một gia đình mà đã từng có những người bị đột quỵ, đã có từng có những người bị bệnh lý tăng động, và chúng tôi cũng có những nghiên cứu để tìm hiểu những cái gia phả hệ trong gia đình có những người bị đột tử, có những người bị đột quỵ. Để sàng lọc những cái gen bị đột biến, để tìm các biện pháp để dự phòng. Và những người trẻ thì nếu mà có những cái tăng huyết áp xuất hiện khi còn trẻ, thừa cân béo phì, hoặc là tiếp tục có những yếu tố nguy cơ mặt xã hội như là hút thuốc lá hay thậm chí dùng ma túy hay là cuộc sống rất là tĩnh tại, thì có nên gặp bác sĩ để bác sĩ có thể
tìm ra những cái yếu tố nguy cơ đó, hay gọi là sàng lọc để tìm ra những yếu tố nguy cơ đó để mà dự phòng. Đối với những chúng ta mà những người lớn tuổi hay là những người trung niên, chúng ta nên đầu tiên là nên có một cái cuộc sống cân đối, về cân bằng về cảm xúc, cân bằng về chế độ dinh dưỡng, hạn chế thức ăn có nhiều chất béo, và hạn chế cái rượu bia, và đặc biệt là không nên hút thuốc lá, và giảm cái công việc ngủ đủ và tham gia các hoạt động ngoài trời, hoạt động tránh cuộc sống quá tĩnh tại là cái điều mà cái đầu tiên. Và cái thứ hai là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần, đối với những người mà hoàn toàn có thể không có bệnh gì cũng đã phải đi khám kiểm tra xem là chúng ta có nên điều chỉnh các thành phần, ví dụ như là đường máu, mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận. Đó là những câu chuyện hết sức bình thường, hoặc là thậm chí phát hiện ra những bệnh lý tim mạch nó mới xuất hiện. Và những người mà đã có những vấn đề về rối loạn chuyển hóa như mỡ máu, đường máu tăng, phải tăng huyết áp, thì cái tần suất đi kiểm tra này phải dày hơn, và phải nên đi theo một cái bác sĩ, số bác sĩ điều trị cho mình để có thể phát hiện ra những vấn đề mới và kiểm soát các vấn đề cũ. Trong đặc biệt lưu ý là phải, nếu mà có tăng huyết áp phải phải kiểm soát được huyết áp. Huyết áp phải tốt, phải dưới 130 trên 80 là huyết áp tối ưu. Nếu có tăng huyết áp thì cũng phải dùng thuốc thường xuyên, đều đặn, không bỏ thuốc, để giữ được cái huyết áp tối ưu như vậy. Rồi là kiểm soát đường huyết dưới 7,0, và kiểm soát được cái HB1C nữa dưới 7%, để cho cái nguy cơ của tăng đường huyết nó ảnh hưởng đến thành mạch, ảnh hưởng đến đột quỵ nó giảm hẳn đi. Rồi chúng ta nếu mà có những cái thói quen không tốt, đặc biệt như hút thuốc lá, tôi nhắc đi nhắc lại là phải bỏ hút thuốc lá đấy, trong trường hợp đó. Còn ngoài ra thì nếu có bệnh lý về tim mạch như rung nhĩ thì bác sĩ cũng sẽ có thể một số trường hợp phải dùng thuốc cả chống đông dự phòng để tránh hình thành cục máu đông, gây ra cái tình trạng đột quỵ do tắc mạch. Và bên cạnh đó còn có những bệnh lý khác như là bệnh lý dễ tăng đông theo kiểu gia đình, bệnh lý hệ thống mà có nguy cơ tăng đông, thì bác cũng được gặp bác sĩ sẽ cho những lời khuyên rất là cụ thể với từng người, chứ không phải là lời khuyên chung chung như tức là dành cho mọi đối tượng để có thể phòng cái bệnh tốt nhất. Và tóm lại là chưa có bệnh thì chưa phát hiện ra bệnh thì phải dự phòng và đi khám kiểm tra định kỳ, hạn chế các yếu tố nguy cơ. Nếu có rồi thì phải nên kiểm tra thường xuyên hơn nữa và tuân thủ các điều trị mà bác sĩ cho chúng ta, tránh đổi thuốc, tránh phối hợp thuốc một cách tự nhiên, hay là tránh nghe theo lời khuyên của những người không phải là chuyên gia, và đặc biệt là không nên nghe lời khuyên của thế giới mạng. Khi thế giới mạng khi khuyên chúng ta những điều mà chỉ có những kinh nghiệm của bản thân, hay là những cái màu sắc liên quan đến thương mại huyền bí, thì không nên theo, và chúng ta nên ở dưới chúng ta thì nên gặp các bác sĩ sẽ vừa có kinh nghiệm, vừa có kiến thức, vừa có những lời khuyên cho chúng ta phù hợp nhất.